Trời ơi, cho Thu lái tàu lửa luôn hả? Ủy chuyện cây Nguyện đi. Ê, đau nó con, trời ơi. Ê, các bạn ơi, hôm nay bạn Ken có gì ta? Đây là gì vậy bạn Ken? À, các bạn, đây là cái máy làm kem nha. Cái máy làm kem bằng đất sét lay đồ nè. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở cái máy làm kem chúng ta xem nha. Rồi, cho Su đi ngủ đi. Wow, cái máy làm kem đã quá các bạn ơi, đã quá. Ê, wow, cái gì đó ta hả? Cái gì trong đó đó? Ồ, trong đó có cái gì vậy? Oh. Ồ, ôi cái gì vậy? Màu. Wow, các bạn ơi, quá trời màu luôn. Màu vàng. Màu gì nữa? Màu đâu? Rồi màu gì? Màu trắng đây. Màu gì nữa? Màu đỏ. À, màu trắng nữa các bạn ơi. Đây, bạn Ken có 5 màu luôn. Màu vàng, màu nâu, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu trắng. Rồi còn gì nữa ta? Wow, một bộ máy làm kem luôn nha. Đây, đây là bộ máy làm kem nè các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken mở cái có gì nữa không Ken? Wow, khuôn và ly kem nè các bạn. Rồi bây giờ bạn Ken mở ra nha. Rồi bạn Ken đổ ra đi bạn Ken ơi. Wow, đây các bạn, cái ly kem nè, mình có hai ly kem luôn. Wow, đây là máy làm kem. Rồi bây giờ mình ráp cái máy làm kem đi cho bạn Ken nha. Chưa, con ráp cái máy lại đi. Đây cái máy. Chưa sai rồi nè, đó, đây, đó, ráp vô đây đó, quay lên vậy, không, đó, wow. đây cái máy làm kem này các bạn ơi, đã ghê chưa? Rồi bây giờ mình ráp, đúng rồi, trên đây gắn vô, cứng quá hả? Đây, phụ cho, đi. Rồi con lấy đất sét đi, mà nặng kem nha. Còn đây là mấy cái khuôn kem nè các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở đất sét ra, mình làm thử cây kem nha. Rồi bạn Ken đã có gắn cái khuôn vô nha. Cục đất sét màu trắng kìa, dính tay luôn rồi hả? Đây nè bà cậy ha, đây gắn cái khuôn vô. Bỏ chỗ nào quá. Ừ. Cái này hả? Ừ, rồi con bỏ lên đó. Rồi bỏ lên đi. Cái này đây. Rồi dòng xuống. Bạn Ken sẽ nặng thử cái kem nha. Ôi, méo rồi. Sai rồi bạn Ken ơi, bạn Ken làm sai rồi. Ôi, kem nặng rồi, nó chạy rồi nè các bạn ơi. Bỏ cái ly vô. Rồi, nó hết rồi, gỡ cây ra mình nặng tiếp. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken tiếp tục bỏ đất màu đỏ vô để mình nãy là được ly kem màu trắng rồi nha. Rồi, bỏ tiếp tục vô thôi bạn Ken ơi. Con bỏ miếng đất màu đỏ vô nữa. Bỏ nhiều vô, bỏ đầy luôn. Rồi được rồi, để cái dòng xuống nè, con để cái khuôn đó nè, con để cái rằng khuôn nè, đó ngay chỗ cây này nè, đó rồi đóng lại, đè xuống. Ừ. Em mạnh lên nữa, ơi ra rồi kìa các bạn ơi, ra rồi nè, nữa lấy cây kiều, lấy muỗng kiều ra, rồi con quét lên đây cho nó đứt ra đó, ơi xong rồi, hay quá trời. Rồi tiếp tục lấy màu khác thôi. Rồi bây giờ bạn Ken đưa ly kem cho các bạn xem đi. Đây các bạn ơi, qua cái ly kem nè, ngon quá. Rồi bây giờ bạn Ken mở thêm màu xanh lá cây nha. Rồi thêm màu xanh lá cây vô bạn Ken ơi. Đây để mình dỡ này lên cho bạn Ken. Rồi con rút cái cây này ra. Rồi dẫn đi, dẫn cua bao rút. Rồi bỏ vô. Rồi tiếp tục thôi. Con thích màu xanh lá cây hơn, con thích thì con bỏ nhiều vô á. Rồi được rồi, rồi bỏ ly kem vô, chưa ngược rồi. Rồi con để ngay cái lằn này mới được nè, đó đúng rồi, rồi đè mạnh xuống, mạnh lên
Wow, ơi cái cây màu xanh lá cây nó ra rồi, dính màu đỏ luôn nè. Wow, tao đưa cho các bạn xem với. Đây rồi, thôi giờ làm ly khác đi. Lấy ly khác thì bỏ đi kem này lên đây, lấy ly khác bỏ vô. À cái đó hả? Ủa cái này đâu rồi? À cái này là cái khuôn con, cái khuôn làm kem á. Khuôn nào? Ừ. Đâu rồi? À, các bạn ơi giờ bạn Ken sẽ làm cây kem nha. Đây là cây kem này nè, nặng quá. Ken sẽ làm cây kem sô cô la nha. Chưa con bỏ cái cây này vô. Đây, để đây cho các bạn coi. Đó, con để cái que kem vô mới được. Rồi, đè xuống luôn. Không, con bỏ đất sét vô trước. Bỏ nhiều vô con, bỏ nhiều vô. Ừ, bỏ nhiều vô. Nó mới ra kem đẹp luôn. Nữa, nữa. Rồi, xé nữa đi. Và đất sét này là bột nha các bạn. Bột nó mềm lắm, nó mới làm được nè. Chứ đất sét cứng là không làm được. Rồi, thêm nữa đi rồi. Đây hả? Ừ, nhiều luôn. Nhiều luôn. Rồi, bây giờ mình gắn cái kem vô đi. Ừ, nhiều luôn. Cục bự luôn á. Nữa. Thôi, con bỏ cục bự vô luôn đi. Rồi, ba bóp phụ cho. Rồi, bỏ nguyên cục luôn đi. Mình kem xé mệt quá các bạn ơi. Giờ, rồi, đóng lại. À, dịnh nha. Rồi đóng lại đi. Đóng lại làm cái kem. À. Wow, một cái kem sô-cô-la. Để chặt mạnh lên. Ôi, ôi. Rồi. Lấy gì ấy, cái này vậy? Lấy ra. Dưới dưới nữa nè. Cô đẹp cái cây vô. Ừ, đẹp cái cây vô. Rồi, dở ra coi thằng cái kem chưa. Trời ơi, rồi thành cái kem này nè các bạn ơi. Wow. Rồi gỡ ra đi. Gỡ ra. Ôi con dục dưới đất hết vậy ủng sao. Ai. Rồi con để lên tay ba này cùng con xếp ra. Rồi gỡ mấy cái đó ra luôn. Đây các bạn ơi, bạn Ken làm nguyên cây kem sô-cô-la rồi nha. Ăn thử thì ngon bạn Ken. Ủa cái này làm cái xác mà. À làm đất sét ăn không có được hả? Sống được, ăn được luôn chứ. Giá bộ hả? Ăn giá bộ á. Rồi bây giờ bên kem sẽ làm cái kem màu vàng nha. Rồi lấy màu vàng làm cái kem này bạn kem này. Đây, đây. Rồi, hộp màu vàng đâu, hộp đất sét màu vàng đâu. Cứng quá hả? Rồi đây các bạn, một cái kem màu vàng. Wow, trong đó còn dính kem trong đó đó. Rồi, cái kem màu vàng nha. Bạn kem thích ăn kem mít không? Hay là kem mít á. Đỏ rồi nè. Rồi, mình đóng lại, mình làm cái kem màu vàng cho bạn kem ăn thử nha các bạn. Thêm miếng bột nữa đi, chưa đủ. À, đẹp của ba đi, đẹp của ba. Lấy này em. Đẹp mạnh ra. Đè cho nó đứt cái này luôn. Đè cho nó đứt cái này luôn. Đó. Ồ. Con đạp lên. Mạnh lên. Đạp mạnh lên. Rồi gỡ ra coi. Wow. Một cây kem màu vàng. Cũng lắm. Cũng lắm hả? Quá. Ấy mớp cái kem luôn rồi. Ui cái kem màu vàng ngon quá ta ơi. Bỏ luôn rồi. Ờ từ từ nha, băng kem từ từ á. Bỏ luôn rồi hả? Chưa bỏ là bỏ ép lại. Méo rồi nè. Rồi ép lại. Rồi. Wow, đẹp quá ta ơi. Đây bạn kem mấy cây rồi, mấy cây kem rồi. Đây nè bạn kem được hai, một cây kem sô cô la với một cây kem mít.
cái mít màu vàng thơm mà Ken ăn thử coi. Thơm quá. Đây mình còn đất không? Rồi giờ mình làm cái kem màu đỏ nha. Rồi mình làm thêm cái kem màu đỏ đi. Đây, à cái này là cái khuôn vỏ bánh này bằng Ken ơi. Vỏ bánh được. Rồi bằng Ken tiếp tục làm kem nha các bạn. Rồi lấy cái này đóng lại. Đóng lại, đóng đây nè, đóng đây nó mới xuống hết. Rồi bỏ cái dĩa vô. Wow, rồi quẹt ra, quẹt ra. Wow, dài quá các bạn ơi. Dạ. Đây bỏ vô cho. Đó. Một chén kem luôn. Rồi bây giờ mình chơi kem. Rồi giờ mình chơi cái kem dài nè. Rồi giờ mình làm cái kem hai màu cho bằng kem nha các bạn. Nhìn nha. Ôi dài khủng khiếp luôn rồi. Ôi dài khủng khiếp luôn rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Đây mũi không à? Đây mũi không hả? Thôi vậy máy bay các bạn đi. Rồi mình vô nhà mình chơi tiếp nha. Lại máy bay đi. Từ từ nha, từ từ chừng đổ nước đó không. Đây bằng pin cho bác hành miếng nữa đi. Ngon quá. Cho ít chứ à. Đây, bác Hành ăn với nghe, ăn phụ con nha. Đây này các bạn ơi, mì này ngon quá. chơm bằng pin miếng đi. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ngon quá. Đã quá. Uống nước, ăn xong mình uống nước. Rồi lấy khăn giấy chùi miệng luôn. Đã quá ta ơi. À, còn con tôm nữa hả? Tôm đó. Trời ơi. Tôm ngon quá. Rồi cho bác hành miếng nữa nha. Ăn chung bằng pin nha các bạn. Ngon quá.